Chào bạn Nhật, xin chào các bác. Trong clip này em giới thiệu các bác tiếp một con máy lọc khí Daikin vầng trăng. Em để mã số 6 các bác nhé. Đây là những cái con hàng em tuyển chọn cho cái lô khá là đẹp. Đấy. Hình thức còn rất là đẹp các bác nhé. Quay mọi góc cạnh cho các bác xem. Vỏ của nó là vỏ nguyên bản các bác nhé. Không sơn tút tát gì cả. Về bên em chỉ có lau chùi đánh cana lau chùi thôi. Đây, mọi góc cạnh cho các bác. Còn đây Daikin vầng trăng. Hàng chọn trong lô khá là đẹp. Con này đời 2015 các bác nhé. MCK 70SG 75W series máy 1306. Em test các cái tính năng máy cho các bác này. Đây là phím khóa trẻ em ấn 2 giây hoặc là bấm từng nhát một thì tắt giảm ánh sáng, đèn báo timer này. Hẹn giờ tắt và chế độ lọc khí khử mùi nhanh trong 1 giờ này. Chế độ hẹn giờ bật này. Eco tiết kiệm điện này, báo ion này, timer này, chế độ lọc khí khử mùi nhanh này, chế độ bù ẩm này, chế độ lọc khí này. Đấy, đã đầu biến áp điện 220V rồi. Ở đây là phần mặt trước báo số điện tử, báo phần trăm độ ẩm này, các cái đèn cảm biến bụi mùi các thứ các bác nhé. Mã số 6, hình thức con này khá đẹp. Daikin. Này timer. Bên trong nội thất thì sạch đẹp các bác nhá. Timer khử khuẩn này. Hai cổ lọc tính điện. Con này thì màng zin theo máy vẫn còn rất đẹp, trên để nguyên. Đấy, tuy nhiên bác nào không thích thì em sẽ thay màng mới và vẫn giữ nguyên giá là em bán nhá. Cái chiếc này thì em bảo là luôn em bán là 3,3 triệu, bảo hành 1 năm. Đấy, đi kèm màng zin này, nếu các bạn không thích màng zin thì đi thay màng mới thì giá vẫn là 3,3 triệu thôi, bảo hành 1 năm. Phần bên zin này là phần bình nước bù ẩm, bình nước to bù ẩm được nhiều nước, thay màng sạch, màng tạo ẩm đẹp các bạn nhé. Một chiếc Daikin vầng trăng. Đấy. Đấy, đẹp luôn. Chiếc này thì bên em bán là 3,3 triệu, bảo hành 12 tháng, giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu lấy thì ba lô nhé. Các bác ở xa mua đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán luôn. Chào các bác.